Chào mừng các em đến với siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Văn Anh, giáo viên bộ môn toán lớp 10. Hôm nay cô rất vui giới thiệu cho các em phần công thức lượng giáp, bài số 2, đó là công thức nhân đôi, công thức nhân ba và công thức hạ bậc. Từ các công thức cộng, 6 công thức các em đã học rồi. Các em thấy ở công thức số 4, nếu cô thay B bằng A, vậy thì các em sẽ thấy là sin của A cộng A chính là sin 2A. Ở đây sẽ bằng sin A cos A cộng cos A sin A. Như vậy là sin A cos A cos A sin A giống nhau. Như vậy ta có công thức đầu tiên, đó là sin 2A bằng 2 lần sin A cos A. Tương tự công thức cos của A cộng B, cô thay B bởi A thì ta thấy được rằng là cos của A cộng A là cos 2A. Còn ở đây là cos A nhân cos A là cos bình phương A. Sin A nhân sin A là sin bình phương A. Như vậy là cos 2A sẽ bằng cos bình phương A trừ sin bình phương A. Từ hàng đẳng thức lượng giáp cơ bản, các em nhìn thấy là sin bình phương là bằng 1 trừ cos bình phương. Do đó, sin bình phương A sẽ bằng 1 trừ cos bình phương A, cô thay vào đây, cô được là 2 cos bình phương A trừ 1. Hay là cô thay cos bình bằng 1 trừ sin bình, tương tự ta cũng có là 1 trừ 2 lần sin bình phương A. Như vậy công thức nhân đôi cos 2A có 3 công thức. Còn tan 2A, các em thay B bởi A từ công thức số 6. Thì ta thấy là tăng A cộng tăng A chính là tăng 2A. Tăng A cộng tăng A chính là 2 tăng A. Chia cho 1 trừ tăng A nhân tăng A chính là tăng bình A. Tức là tăng 2A sẽ bằng 2 tăng A chia cho 1 trừ tăng bình A. Như vậy cô tóm lại công thức nhân đôi sin 2A cos 2A tan 2A. Để cho các em dễ nhớ, cô xuất khẩu thành thơ: sin đôi bằng đôi sin cos, cos đôi thì hiểu bình phương cos sin, tan đôi mình lấy đôi tan chia với 1 trừ bình tan. Đây là cô mới sáng tạo ra cái đoạn thơ để cho các em dễ nhớ. Vậy thì các em có thể vận dụng để làm ví dụ sau: tính sin 2a cos 2a tan 2a. Biết rằng cái sin A là bằng 3/5 và góc A đi từ 90 độ đến 180 độ. Lưu ý là sin 2A thì bằng 2 lần sin A cos A. Cos 2A ta có thể sử dụng 3 công thức. Tan 2A là bằng 2 tan A chia cho 1 trừ tan bình A. Như vậy thì một giá trị lượng giác sin A thì ta phải tính các giá trị lượng giác còn lại để ta có thể thế vào 3 công thức ở trên. Đề bài cho sin, ta tìm cos bằng công thức sin bình cộng cos bình bằng 1. Tức là cos bình A sẽ bằng 1 trừ sin bình A. Ta tính được 16/25. Như vậy cos A sẽ bằng cộng trừ 4/5. Vì góc A nằm ở phần tư thứ hai 90 độ đến 180 độ, do đó cos A sẽ là số âm, cho nên cos A ta chặn bằng trừ 4/5. Có sin A có cos A, ta tìm được sin 2A bằng công thức sin 2A bằng 2 lần sin A cos A, ta thế vào ta được là trừ 24/25. Còn cos 2A ta thay vào công thức 2 lần cos bình A trừ 1, ta thế vào thì ta được là 7/25. Còn tan 2A, tan 2A thì bằng sin 2A chia cos 2A cho nhanh, khỏi cần phải tính tan. Sin 2A ta tính được trừ 24/25, cos 2A bằng 7/25. Như vậy là tan 2A sẽ bằng trừ 24/7. Như vậy là ta đã tìm hiểu xong các công thức nhân đôi. Từ công thức nhân đôi cos 2A, ta thấy là 2 cos bình A trừ 1 hay 1 trừ 2 lần sin bình A. Như vậy ta thấy là cos 2A bằng 1 trừ 2 lần sin bình A. Nên sin bình A cô chuyển qua bên trái, cos 2A cô chuyển qua bên phải. Như vậy là sin bình A sẽ bằng 1
trừ cos 2a đem chia cho 2. Như vậy là ta có công thức sin bình a sẽ 1 trừ cos 2a chia 2. Hay là cos 2a bằng 2 cos bình a trừ 1. Cô chuyển số 1 qua vé trái. Vậy là 1 cộng cos 2a bằng 2 lần cos bình a. Như vậy ta có cos bình a sẽ bằng 1 cộng cos 2a chia 2. Hai công thức này được gọi là công thức hạ bậc của sin và cos. Còn tăng bình a, tăng bình là bằng sin bình chia cos bình. Như vậy ta lấy 1 trừ cos 2a chia 2 chia cho 1 cộng cos 2a chia 2. Ta thấy chia 2 ta có thể rút gọn. Như vậy ta được là 1 trừ cos 2a chia 1 cộng cos 2a. Đây chính là công thức hạ bậc. Ví dụ hãy tính cos của pi chia 8. Ở đây góc pi chia 8 ta không được sử dụng máy tính thì ta không biết cos pi chia 8. Như vậy ta nhớ là pi chia 8 là bằng 1/2 của pi chia 4. Cho nên ta thấy là cos bình pi chia 8 ta sử dụng hạ bậc. Cos bình pi chia 8 sẽ bằng 1 cộng cos 2 lần pi chia 8 là cos pi chia 4. Mà góc pi chia 4 ta biết rồi, cho nên ta vận dụng công thức hạ bậc thì góc nó sẽ nhân đôi lên. Từ đó cos pi chia 4 là bằng căn 2 chia 2. Như vậy ta thu gọn ta được là 2 cộng căn 2 chia 4. Vì góc pi chia 8 ở phần tư thứ nhất, vì ta nhẩm là pi chia 4 là 45 độ ở phần tư thứ nhất, pi chia 8 chia đôi đi thì ta thấy nó ở phần tư thứ nhất, cho nên cos dương. Do đó ta chọn cos pi chia 8 sẽ căn cái số 2 cộng căn 2 chia 4. Cho nên cos pi chia 8 là bằng căn của 2 cộng căn 2 chia 2. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về công thức nhân đôi và công thức hạ bậc 2. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong phần tiếp theo của bài học này. Chào các em.